Xin chào các anh chị, tôi là Coach Daisy Bùi Thị Kim Cúc, là nhà huấn luyện doanh nghiệp của Action Coach. Và video này tôi xin mời gọi tất cả anh chị sẽ cùng tham gia vào một cái chương trình online tối nay lúc 8 giờ rưỡi. Chương trình này chúng ta sẽ cùng tham gia một cái game, nó gọi là 4 cái nhiệm vụ, một cái thử thách để chúng ta có thể sử dụng cái game này để thay đổi hoàn toàn trạng thái của mình, hoặc chúng ta có thể sử dụng 4 cái nhiệm vụ này trong một cái game tối nay để ứng dụng cho những cái buổi đào tạo, những cái buổi huấn luyện, những buổi họp, hoặc là những cái buổi mà chúng ta dạy, hoặc chúng ta vẫn có thể sử dụng trong gia đình của mình để thay đổi trạng thái của bản thân của mình cũng như những người xung quanh bằng 4 bước. Và 4 bước này nó chỉ cần anh chị bỏ ra 5 phút thực sự nghiêm túc thì chúng ta sẽ thay đổi được trạng thái về 4 khía cạnh. Thứ nhất là mentally, về tinh thần. Thứ hai là về emotionally, về cảm xúc. Thứ ba là về physically, là về thể chất. Và cuối cùng là socially, là về xã hội. Và chỉ cần 5 phút thì các anh chị sẽ ứng dụng được cái điều này cho cái việc mà đào tạo, huấn luyện hoặc là làm việc với một ai đó trực tiếp hay là online đều được. Nó rất là thú vị để chúng ta trở thành một cái người gọi là super better, là cực kỳ tốt hơn, là một người mạnh mẽ hơn về 4 khía cạnh. Chúng ta hãy cùng tham gia vào cái link Zoom mà Daisy gửi bên dưới đây nhé. Hẹn các anh chị vào lúc 8 giờ rưỡi và chỉ mất khoảng 15 phút hoặc maximum là 30 phút để chúng ta trải nghiệm 4 cái thử thách này, được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 8 giờ rưỡi tối nay.